Tử vi tuổi Dần 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Dần là đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ rất có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình. Họ thích những công việc mạo hiểm đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Họ không bao giờ ngần ngại lùi bước trước khó khăn. Quan điểm của họ là khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công càng vang dội, hãnh diện bấy nhiêu. Chính vì vậy mà bước sang năm 2021 là thời điểm mà người tuổi Dần có thể đổi đời, bứt phá ngoạn mục. Trong năm nay, mọi cố gắng của con giáp sẽ được đền đáp. Thậm chí trong năm, con giáp còn được quý nhân phù trợ, hưởng lộc trời ban. Bạn gặp được nhiều thời cơ để phát triển. Vậy sau tháng cuối năm 2021, vận trình của người tuổi Dần sẽ xảy ra những điều gì? Kính mời quý vị hãy cùng đón xem chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi này được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây là phần tổng quan tử vi tuổi Dần trong 6 tháng cuối năm 2021. Trong năm Tân Sửu, mệnh chủ tuổi Dần không xung khắc mạnh với Thái Tuế. Vận trình nhìn chung ít biến động lớn, dần đi vào ổn định, không quá đột phá nhưng cũng không quá ảm đạm. Nếu muốn lập kỳ tích, bản mệnh phải nỗ lực gấp nhiều lần so với trước và so với người khác. Ngoài ra để mọi việc có thể viên mãn, gặp nhiều may mắn và hóa giải các xung sát do Thái Tuế, người tuổi Dần nên mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài Thái Tuế. May mắn trong thời điểm này có chính quan hỗ trợ công việc và giúp bản mệnh có được những biểu hiện tốt, vận quý nhân vượng, đồng thời được lãnh đạo chú ý giúp đỡ và để bản thăng tiến. Theo đó, sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Dần cũng gặt hái được thành quả nhất định. Tử vi tuổi Dần trong 6 tháng cuối năm 2021 còn cho thấy chính tài thúc đẩy tiền bạc, mang tới nhiều vận may về tài chính, hợp tác làm ăn và đầu tư. Trong đó các mối làm ăn có được có mất, có hạng mục chính thống, cũng có hạng mục ngầm liên quan đến bất động sản thu về lợi nhuận cao. Đặc điểm nổi bật của thời gian này là những mệnh chủ tuổi Dần có rất nhiều sao chủ về tình cảm chiếu mệnh, còn có cả cát và hung tinh. Nhìn chung, đào hoa vận vượng, tốt cho những người còn độc thân. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của người tuổi Dần trong 6 tháng cuối năm qua từng phương diện cụ thể. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Năm Tân Sửu, tuổi Cam Tân Kim là chính quan của tuổi Dần, là điểm báo thăng quan tiến chức. Cộng thêm xuyên suốt trong 6 tháng cuối năm 2021, tuổi Dần được chính quan các thần hỗ trợ, mang tới nhiều cơ hội thể hiện năng lực bản thân ở công việc hiện tại cũng như lĩnh vực mới. Sau khó khăn, thách thức, thành quả cuối cùng mà tuổi Dần đạt được cũng khiến không ít người phải ngưỡng mộ. Có điều 6 tháng cuối năm vẫn chưa phải là thời điểm tuổi Dần đạt đỉnh cao nhất của danh vọng, sự nghiệp. Trong thời gian này, ít xuất hiện tình huống đột phá bất ngờ, thay vào đó là những thành quả mang tính tích lũy dần và lâu dài. Công việc của bản mệnh mặc dù khá thuận lợi, nhưng vì cô thần hung tinh khiến các mối nhân duyên dễ gặp trục trặc. Theo đó, quan niệm với đồng nghiệp, mâu thuẫn, phát sinh, thậm chí là xung đột. Hơn nữa, bản thân mệnh chủ tuổi Dần là người vốn thích ăn to, nói lớn, ít chịu nhường bộ, khi rơi vào vòng xoáy mâu thuẫn, khó lòng mà thoát ra được. Vì thế, ngay từ đầu, cần xác định đừng để bản thân rơi vào tình huống phức tạp. Bản mệnh cần kiểm soát cảm xúc thật tốt, thậm chí uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, cũng là việc nên làm để có thể giảm thiểu xui xẻo có thể gặp phải, cản trở con đường thăng tiến.
Ngoài ra, thầy phong thủy khuyên mệnh chủ tuổi Dần nên mang bên mình pháp khí phong thủy tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để hóa giải thị phi, mâu thuẫn giữa mối quan hệ và xua đuổi hung tinh, tiểu nhân quấy phá. Đồng thời, chiếu cát lành, may mắn và cát khí quý nhân giúp công việc hanh thông, thuận lợi, quan hệ dần tốt lên. Về mặt tài lộc, tiền bạc, so với thời gian trước, tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của tuổi Dần có khởi sắc hơn về phương diện tài lộc. Tuy nhiên, hiếm xuất hiện tình huống mang tính đột phá bất ngờ. Nếu muốn có được điều đó, đòi hỏi bản mệnh phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần so với người khác. Hơn nữa, người tuổi Dần vẫn cần lấy chính tài làm chủ, tập trung vào công việc chính. Không nên chân trong, chân ngoài, quá nhiều kẻo việc gì cũng nửa vời, thu nhập cũng không tăng lên. Trong thời điểm này, may mắn có đào hoa vượng, tạo ra không ít nhân duyên tốt, thúc đẩy các mối quan hệ xã giao. Để mở rộng vòng tròn giao thiệp, người tuổi Dần nên kết thân với người tài giỏi, nhờ thế mới có thể dễ dàng tìm thấy mối làm ăn tốt, gián tiếp tăng thu nhập ngoài luồng. Tuy nhiên, là thời gian này có hồi khí hung tinh mang điểm báo bất lợi, kém may mắn về các hạng mục đầu tư biến động mạnh, lắm rủi ro như bất động sản hay giao dịch cổ phiếu, chứng khoán. Dù được đánh giá là khá may mắn, nhưng bản mệnh cần hết sức thận trọng khi tham gia thị trường này, kẻo thua lỗ nghiêm trọng. Vì vậy, để có thể tăng vận may mắn và cải mệnh, người tuổi Dần cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh, pháp khí nhà Phật, bát bảo tâm kinh sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chia tài lộc cho bản mệnh. Ngoài ra, vòng còn giúp nghênh đón quý nhân tương trợ, bảo vệ bản mệnh trong sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư trong thời gian sắp tới. Về mặt tình cảm, xa đạo. Tử vi học có cho thấy, sau tháng cuối năm có khá nhiều sao chủ về tình cảm chiếu mệnh tuổi Dần như đào hoa, bách việt hay cô thần. Trong đó, các cát tinh mang với vận đào hoa khởi sắc, tốt đẹp cho những ai còn độc thân, đang trên hành trình tìm kiếm nửa kia của mình. Nhìn chung tình cảm thắm sắc, có thể tiến tới hôn nhân, hạnh phúc. Tuy nhiên, hung tinh cô thần lại chịu bản mệnh gặp khá nhiều trục trặc về cảm xúc, khiến chuyện tình cảm vì thế mà phát sinh mâu thuẫn, khó lòng như ý, sai đạo vì thế mà lục đục liên miên. Để hạn chế tình huống xấu xảy ra, chỉ còn cách đó là mệnh chủ tuổi Dần thay đổi tâm tính, kiểm soát tốt cảm xúc, đừng để cơn nóng giận khiến mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát. Bên cạnh đó, hãy dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè, gia đình, người thân, học cách chia sẻ để giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi. Khi chia sẻ, tự khắc vận khí xấu sẽ thuyên giảm, mang tới cát lành cho bản mệnh. Đặc biệt, bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để kích hoạt vận đào hoa và truyền năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp bản mệnh đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ trong thời gian sắp tới. Về mặt sức khỏe, bước sang năm 2021, người tuổi Dần tương khắc với ngũ hành, lưu niên gây bất lợi. Tuy nhiên, mọi thứ không quá nghiêm trọng, không cần phải lo lắng thái quá. Thời điểm giao mùa là lúc tuổi Dần sẽ ngã bệnh. Bên cạnh đó, áp lực tinh thần lớn khiến tình trạng đau đầu hoặc mất ngủ thường xuyên diễn ra, cơ thể suy nhược, rất dễ bị đột quỵ. Nguy cơ đột quỵ sẽ xảy ra ở mọi lứa tuổi, vì thế không được chủ quan coi thường. Nhiều thời điểm kiếp sát hung tinh hoành hành khiến bản mệnh gặp sự cố về xe cộ. Cho nên, người tuổi Dần cần cẩn trọng khi tham gia giao thông, tránh phóng nhanh vượt ẩu, kẻo có ngày thương vong. Ngoài ra, có thể hóa giải những điểm xấu thì thầy phong thủy khuyên người tuổi Dần hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Vòng sẽ giúp bản mệnh xua đuổi hung tinh, tà ma, vận hạn trong năm. Vòng cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ người tuổi Dần dù ở bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của những gia chủ tuổi Dần trong 6 tháng cuối năm. Tiếp theo, xin mời mọi người hãy cùng theo dõi chi tiết của tuổi Dần trong thời điểm này để có thể nắm rõ hơn. Thứ nhất, tử vi tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. 6 tháng cuối năm 2021 có thể coi là thời điểm vô cùng may mắn đối với những mệnh chủ tuổi Nhâm Dần. Nhiều cơ hội mở ra trước mắt, giúp mệnh chủ chỉ có thể đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra từ trước đó. Có cơ hội được cân nhắc, nhận được sự kính trọng và nể phục.
Các tin chủ đào hoa cũng đem tới cho buổi nhâm dần tin tức tốt lành trong chuyện tình cảm. Người độc thân dễ nhận được chú ý của người khác phái. Tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Trong nửa cuối năm Tân Sửu, các bác tuổi Giáp Dần có thể gặp được nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mọi mặt của cuộc sống. Các bác có thể có bước ngoặt, những khúc ngoặt của cuộc đời giúp mình đạt được những bước mới. Với các bác làm công ăn lương, thời gian này sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cơ hội tăng lương, thăng chức. Trong khi đó, với các bác làm ăn có cơ hội đầu tư vào những hạng mục triển vọng. Chuyện tình cảm cũng có dấu hiệu phát triển, tiến triển tốt đẹp. Các bác đang lập gia đình, luôn quan tâm, săn sóc mái nhà nhỏ của mình, các thành viên trong nhà, yêu thương, nhường nhịn nhau. Thứ ba, tử vi tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Cô chú tuổi Bính Dần gặp cục diện Sửu Dần ám hợp sau tháng cuối năm 2021 về cơ bản là khá thuận lợi đối với cô chú. Cô chú tuổi Bính Dần có thể khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong công việc, có cơ hội được thăng chức, tăng lương, lãnh đạo, cất nhắc. Cũng có thể nhờ cách ứng xử khéo léo và thành tích trong sự nghiệp, cô chú tuổi Bính Dần sẽ gặp được cơ hội đầu tư, kinh doanh đáng cân nhắc. Hơn nữa, trong thời gian này, các mối quan hệ phát triển khá tốt đẹp. Cô chú có thể nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh, trong đó có cả quý nhân. Thứ năm, tử vi tuổi Mậu Dần sinh năm 1998. Trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu, quý gia chủ sinh năm 1998 không gặp phải vấn đề gì quá đáng lo ngại. Đặc biệt là dưới sự trợ giúp của Sửu Dần ám hợp, tuổi Mậu Dần xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Người trẻ tuổi mới bước chân vào môi trường làm việc cũng nhanh chóng bắt kịp được tốc độ của mọi người, nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của người đi trước. Tình hình tài chính chủ yếu ổn định cũng giúp các bạn có thể tự tin làm bất cứ điều gì mình muốn. Trên phương diện tình cảm, tuổi Mậu Dần cũng nhận được sự quan tâm, chú ý của người khác giới. Nếu mở lòng thì có thể xây dựng được mối quan hệ có triển vọng. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy tìm hiểu hung cát từng tháng của tuổi Dần trong vận trình nửa cuối năm 2021. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Lâm cục diện xung thái tuế, vận trình tháng 7 của mệnh chủ tuổi Dần giảm sút mạnh, lại thêm dân gian coi đấy là tháng cô hồn, bản mệnh liên tục gặp phải những rắc rối trong công việc và chuyện tình cảm. Tiền bạc cũng có dấu hiệu hao tán, áp lực kinh tế ngày một lớn, bản mệnh lại càng khó có thể chia sẻ cùng. Người thân vì thế mà liên tục rơi vào trạng thái căng thẳng do phải lo toan, suy nghĩ quá nhiều. Tử vi tháng 8 âm lịch. Trong tháng này, vận khí của mệnh chủ tuổi Dần khởi sắc hơn đôi chút so với tháng trước, nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều điểm đáng lưu ý. Lưu Nguyệt có can chi đinh hỏa và dậu kim tương khắc, bản mệnh cần hết sức lưu ý về vấn đề sức khỏe. May mắn trong tháng này, bản mệnh không mắc những bệnh quá nghiêm trọng, nhưng khó tránh khỏi ốm đau, vặt liên miên, thậm chí suốt cả tháng, kéo theo đó ảnh hưởng đến tiến độ, công việc và gây tiền bạc, gây hao tán tiền bạc. Thứ ba, tử vi tháng 9 âm lịch. Do được tam hợp quý nhân soi đường chỉ lối, tháng này mệnh chủ tuổi Dần sẽ mở mang đầu óc, làm việc thuận lợi, có nhiều biểu hiện xuất sắc. Bên cạnh đó, lại có thêm nhiều cát tinh chờ mệnh, bản mệnh làm gì cũng có cảm giác hành thông hơn trước rất nhiều. Tháng 10 âm lịch, vẫn trên đà thuận lợi, mệnh chủ tuổi Dần hoàn thành khá nhiều mục tiêu trong tháng 10 âm lịch. Công việc có người giúp sức, khó khăn, sớm được giải quyết. Tuy nhiên, có thời điểm tinh thần lao dốc, bản mệnh làm việc không cẩn thận, thiếu tập trung nên rơi vào thế thụ động, rất dễ phạm sai lầm, nghiêm trọng. Nếu tránh được thì thành quả thu về mới đáng kể. Về tiền bạc, tài chính của bản mệnh không còn áp lực quá lớn. Tháng này thiên tài vượng, lấy nguồn thu nhập thụ động hoặc phụ làm chủ. Việc đầu tư kinh doanh cũng sinh lời, thu về nhiều lợi nhuận. Tháng 11 âm lịch. Tháng có Tý Thủy và Dần Mộc tương sinh về mặt ngũ hành, tốt cho sức khỏe của mệnh chủ tuổi Dần. Người ốm đau lâu ngày khỏi bệnh, người bình thường cơ thể thêm tráng kiện. Sức khỏe tốt cũng giúp tinh thần phấn chấn, từ đó những mệnh chủ tuổi Dần dễ dàng tập trung giải quyết công việc và các vấn đề của cuộc sống. Tử vi tháng 12 âm lịch, trong tháng cuối cùng năm Tân Sửu, đời sống vật chất của mệnh chủ tuổi Dần khá thoải mái, không có quá nhiều áp lực, mặc dù có rất nhiều chi phí phát sinh. Tháng này có các tinh, chủ vượng tài trợ, mệnh, bản mệnh có thể kiếm tiền dễ dàng, có khoản lương, thưởng hay hoa hồng cộng dồn.
việc kinh doanh buôn bán cũng tấp nập, thu về nhiều lợi nhuận trước đó. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của mệnh chủ tuổi Dần. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận tử vi và phong thủy. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh, sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi, luôn ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúng tôi rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.